lại công trình, tiếp tục bắn hạt vào con Kia Rondo này. Con này em nhìn thấy bẩn chưa? Đấy, cái này quay cổ hút này nó mới rõ này. Bẩn rồi. Sau khi làm vệ sinh xong này, bắn hạt và hạt ốc, hạt bằng liền bằng từ vỏ của con chó nhé. Chân lấm này, chân lấm sạch này, sạch tận chân này. Sau đi làm sao nó chả thoát máy đúng không? Coi như là vệ sinh là sạch sẽ, đi lại như máy mới này, lại bốc này, cái chân sạch sẽ rồi, vệ sinh sạch sẽ rồi. Tí anh em thì lắp vào thôi. Đầu tiên kiểm tra nó bẩn chứ không? Kia Rondo nhé, 2016 này chạy cũng được gần chục vạn rồi. Chạy gần chục vạn này thì là khách hàng quyết định là kiểu dạng như đi cảm thấy ga mà nó không được bốc ấy, mà nó không ngọt chân ga ấy. Thì đi làm cái vệ sinh này, vệ sinh kim phun buồng đốt này. Kim nó cũng bẩn này, nhưng mà như kim con này là cũng là sạch đấy. Như con mấy con trước mình làm nó rất là bẩn luôn, nhưng con này sạch sẽ này. Con này đây mình chưa rửa đâu, chưa vệ sinh, chưa thông xúc gì cả, tí tháo ra là thông xúc sạch sẽ đi. Mình cứ làm với phương án là mình làm trực tiếp luôn, trực tiếp sạch sẽ thì đi nó phát máy hơn nhiều và đi rất bốc, không bị giật. Sau khi vệ sinh cổ hút này, cổ lạp sạch sẽ, lắp vào nhé. Sau khi làm sạch sẽ là lắp vào rồi. Lắp xong xuôi rồi hết rồi. Lò ngon anh canh đào. Đây là con Kia Rondo nhá. Anh em vừa làm xong cái tiết mục, tức là vệ sinh động cơ này, tức là vệ sinh cổ hút, buồng đốt, kim phun, cổ ga, cái là cổ lạp. Cái cổ lạp này mình sẽ dùng bằng cái máy mà nó bắn bằng cái hạt mà ốc chó được nghiền ra để nó làm sạch các cái chân lấm, chân xúc áp. Để trong quá trình sử dụng lâu ấy là bụi bẩn hoặc là các cái đường xá mình nó qua cái lọc gió này nó không được kín ấy, thì nó vào trong cổ hút này, thì đương nhiên là nó sẽ nhanh bị bẩn các cái muội, tức là muội carbon nó đốt không hết, và tất cả là kể cả những dòng xăng này, chất lượng xăng kém là nó cũng đốt không hết này, hoặc là có thể nó lẫn những cái tạp chất này. Thì sau khi mình vệ sinh xong xuôi nó đấy hết, làm sạch thì máy móc nổ rất ok và đi nó cũng rất là bốc. Thì video của mình đến đây kết thúc nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Anh em và các bạn mà có nhu cầu vệ sinh buồng đốt kim phun
Phố Lạp, Phố Ga, thì qua địa chỉ gara BMT số 1 ngõ 319 Tân Trinh, Hà Nội.